hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài hoạt động trong trường như chúng ta cũng học về chỉ đạo của một bạn rất là tuyệt vời trong lớp, đấy là bạn Thu Thảo. Cả lớp cho bạn Thu Thảo một tràng pháo tay ạ. Chính là
cuộc đối thoại giữa vua nhà Trần với cả các vô lão đấy. Thế còn ngữ liệu của hai chúng ta cần được biết sau. Vậy bây giờ nhé, khi các bạn ở dưới trả lời xong thì em sẽ nghe lời của tôi nhé. Đồng thời em từ từ phải lắng nghe ý kiến thốt của bạn Thư Thảo nha. Nếu bạn Thư Thảo không làm ý kiến thì đúng rồi thì em sẽ đi vào đây được không? Ngồi nha. Chúng ta tiếp tục đi. Có vị trí xã hội khác nhau, vua là người lãnh đạo cao nhất của đất nước, để các vua lão là tiêu biểu cho tầng lớp nhân dân. Không có trả lời đấy. Thank you.
vẫn có, thế là con vua lão là người nghe. Sau khi đó thì sẽ là con vua lão lại là người nói, còn vua lại là người nghe, nó nuôi ngược hồi mai cho nhau nữa. Rồi, thế sau khi biết được cái đấy, người nói tiến hành những hành động cụ thể nào, người nghe cũng thực hiện hành động tương ứng nào. Mời bà Nam Hồ. Cho bạn đi nhỉ? Nào tiếp tục mời em. Thảo luận là làm nhiệm vụ quốc gia. Đây, có một câu trong này thì
nghị là gì? Em mời trực tiếp những bạn vừa bay ạ. Trực tiếp những bạn vừa bay đã. Còn không tập trung vào Đức mãi nhá, hình như là cứ nhìn Đức thôi nhỉ. Nhìn kiến thức các bạn nữ đi chứ, chả thấy bạn nữ đâu đứng lên. Đang có những ý kiến hài đấy. Tại vì ý kiến đúng đã trả lời hết rồi còn đâu. Thôi bạn chốt lại đi. Khảo chốt đi. Thank you.
vẫn nhắc lại nhá, hình như là cũng nhắc hơn lớp một lần rồi. Những bạn nào xung phong phát biểu 3 lần trở lên không kể đúng hay sai được cộng thêm 1 điểm vào điểm kiểm tra miệng. Giờ thực hiện đúng cái kỳ vị nhá. Tìm hiểu thì có thể ngồi xuống suy nghĩ, mời bạn khác đi. Em chỉ gọi một bạn sau đó thì em tổng kết nhá, không cần để gọi cả lớp đâu. Rồi bạn Đức Nguyên. Người viết là Lê Văn, ai đọc người đọc là mình đọc. Đúng rồi. Năm tiểu các nhân vật về thứ 7 là 15, nguồn sống là chưa có, trình độ hiểu biết là học sinh, nghề nghiệp học sinh. Người biết là đây ba cũng phải đọc là người biết nhưng mà còn phải đọc hiểu về tuổi của thủ khoa thì lứa tuổi là 15. Mình người biết là người 15 tuổi à? Bộ mà chắc là bộ có thể đợi đến giờ có một cái là không có nhân nhân rồi tôi vẫn chuyển thôi, không sao, bây giờ chỉ cần nói là người lớn tuổi hơn chúng ta hay ít tuổi hơn thôi. Đây là những người lớn tuổi hay ít tuổi nhỉ? Người lớn tuổi hay ít tuổi? Người lớn tuổi hơn chúng ta, thế là được rồi. Chúng ta không có dùng tính cơ là chúng ta. Đúng không? Là lớp 10.
ít tuổi và một sầu các chú lâu nhất. Thành văn học Việt Nam, quá trình phát triển văn học Việt Nam, cái con người Việt Nam trong văn học.
Rồi cùng, cô sẽ ôn cách tổ chức văn bản